Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ dẫn cho bạn cái cách để chúng ta sẽ thiết lập một bản vẽ, những cái bước thiết lập quan trọng ban đầu trước khi chúng ta thao tác và làm việc trên đối với một cái phần bản vẽ mới. Thì ở đây là cái giao diện khởi đầu của AutoCAD 2018 này, một số những phiên bản AutoCAD đời cao nó sẽ hiện tượng như vậy. Thì tại đây chúng ta sẽ bấm vào Start Drawing để bắt đầu một bản vẽ mới. Chúng ta sẽ có được cái phần giao diện nó như thế này. Thì để quá trình chúng ta làm việc được tối ưu nhất và được hợp lý nhất đối với về cái phần đơn vị này, cũng như là cái phần truy bắt điểm chẳng hạn, thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta được tối ưu nhất. Thì làm sao chúng ta có thể thiết lập và cài đặt được cái phần đó, hay là những thanh quan trọng đường gióng này, hay là màu sắc màu nền, thì tất cả nó sẽ có trong cái video ngày hôm nay, và chỉ gói gọn trong khoảng tầm 4 đến 5 bước thôi. Đó, thì các bạn sẽ cùng làm theo các bước mình dẫn ngay sau đây. Ok, không để các bạn chờ lâu nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cái bước đầu tiên. Đầu tiên thì bạn có thể quan sát thấy là phần giao diện của nó đang hiển thị, nó là cái phần lưới trong AutoCAD, nó giống như cái vỏ ô ly có những ô vuông bên trong. Thì tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì mình thấy là rất ít khi chúng ta sử dụng đến cái chức năng của lưới này, thì chúng ta phải tắt bỏ đi bằng phím F7. Ok, bước đầu tiên là tắt bỏ lưới bằng phím F7. Đó, tắt đi bằng phím F7. Ok, bước số 2 thì chúng ta sẽ kéo thả một chút về cái con về cái thanh comment này. Đấy, các bạn thấy là con dòng cái dòng comment ở đây nó đang hiển thị lơ lửng, các bạn có thể cầm vào cái phần góc ở đây. Đấy, các bạn chỉ được kéo thả xuống dưới thôi. Đó, thì nó sẽ nằm yên một chỗ như này thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok, đấy là bước số 1 bao gồm F7 và cái dòng comment. Đến bước số 2. Bước số 2 thì bạn sẽ thiết lập một chút về cái trục tọa độ. Ở trong quá trình bạn thấy các bạn làm việc thấy là có cái trục tọa độ của nó đang thì bay lung tung này. Thì nếu như bạn đang làm việc hạn, ví dụ mình đang vẽ một số đối tượng này, thì có thể là cái trục tọa độ này nó sẽ cản trở cái tầm nhìn của chúng ta. Cản trở tầm nhìn. Thì chúng ta sẽ gặp đôi chút khó khăn khi chúng ta làm việc. Tức là để làm sao để chúng ta đưa cái trục này nó về vị trí góc của đây, thì bạn sẽ sử dụng cái lệnh UC. Đấy, bước số 2 bạn sử dụng lệnh UC. Tên lệnh đầy đủ là UC Man. Cách này. Các bạn sẽ vào tab setting. Đó, và các bạn sẽ bỏ cái kiểm display ở chữ set này đi. Ok, thế vậy là cái trục tọa độ của ta nó đã được nằm ở vị trí góc trái bên dưới của cái giao diện làm việc. Nó các bạn không nên tắt nó đi nhé, các bạn vẫn bật nên bật, nhưng mà chúng ta sẽ để vị trí góc này. Bây giờ chúng ta đã hoàn thiện xong bước số 2. Hoàn thiện xong bước số 3 thì nó là cái phần thiết lập quan trọng số 3 trước khi chúng ta vẽ AutoCAD. Đó là một chút về cái màu, về cái đơn vị trong AutoCAD. Đó là bảng Unit. Lệnh số 3 là Unit. Lệnh tắt là UN. Đấy, các bạn nhập vào dòng comment nhé. Thì tại đây các bạn sẽ để phần hệ số Precision là 0. Đấy, nếu như chúng ta muốn để là 2.0 thì chúng ta cái hệ số nó là sau số thập phân thì nó là có 1.0. Còn là đối với mình thì mình làm ở mảng kiến trúc nội thất xây dựng, chúng ta sẽ để là 1.0. Đấy, phần các cái phần chiều dài và đơn vị về góc các bạn sẽ để tương ứng với những cái thông số như ở trên cái giao diện màn hình này. Decimal. Đấy, decimal. And degree. Chúng ta để là 1.0. Về phần đơn vị cho cái môi trường làm việc của chúng ta, chính là phần đơn vị ở ngoài này, thì chúng ta sẽ để là gì ạ? Đối với chúng ta, đối với ở Việt Nam, chúng ta sẽ sử dụng đơn vị chính là mm đối với các mặt kiến trúc xây dựng. Các bạn nào dùng quy hoạch thì có thể là dùng đến mét hoặc là km, hoặc là bạn nào dùng cơ khí thì dùng những đơn vị nó nhỏ hơn. Thì tại đây mình lựa chọn là mm. Đó, vậy là xong ba cái phân vùng này là chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần thiết lập đơn vị là unit và UN. Ok, bước số 4 thì chúng ta sẽ thiết lập về một chế độ về truy bắt điểm trong AutoCAD. Khi để thiết lập chế độ truy bắt điểm trong AutoCAD thì ở đây các bạn sẽ nên tắt bỏ ứng dụng tiếng Việt đi. Và chúng ta sẽ có lệnh là OS Object Snap. Đấy, có lệnh tắt là OS. Thì tại bước số 4 này các bạn sẽ nhập lệnh là OS này. Tiếp đến thì tại đây nó sẽ hiển thị ra một hộp thoại. Thì tại đây các bạn thấy là đầu tiên là cái công tắc F3 là các bạn quan tâm đầu tiên, đó là công tắc mà cho phép các bạn có thể sử dụng hay không sử dụng hay là không sử dụng cái tính năng bắt điểm trong AutoCAD. Thì phím tắt nhanh ở F3 hoặc là bạn có thể tích kiểm ở đây. Thì bên trong này nó có một số những tính năng bắt điểm tương ứng mà các bạn nên lựa chọn. Thì đối với mình thì mình hay sử dụng click on lên đối với những cái bản vẽ đơn giản, và đối với những cái bản vẽ mà nó phức tạp thì chúng ta có thể là bỏ đi một số những tính năng bắt điểm không cần thiết. Ok các bạn, còn đối với những bản vẽ đơn giản thì các bạn nên tích click on F3. Tới đây thì các bạn nhấp OK.
Tiếp đến đó là bước số 5 thì chúng ta sẽ thiết lập đối với bảng OP option. Bảng này nó sẽ thiết lập một chút về cái hiệu chỉnh chung về cái màu sắc của cái giao diện màn hình làm việc cũng như là một chút về cái con thỏ chuột hay chế độ lưu một pha. Thì tại đây các bạn sẽ quan tâm đến lệnh OS các bạn nhập ra thì nó hiển thị hộp thoại option. Đó. Thì tại đây các bạn có thể là quan sát cho mình xem là có rất nhiều các cái tab. Chỉ ở đây chúng ta sẽ thiết lập những cái tab nào, những cái tab nào quan trọng để chúng ta có thể bắt đầu triển khai vào bản vẽ ngay lập tức. Thì đầu tiên là tab display, các bạn quan tâm cho mình tab display. Thì tab này nó sẽ quản lý cho ta những cái phần như sau. Đầu tiên là display resolution, đây là độ mịn của đường tròn. Đấy, khi mà bạn làm việc lâu lâu mà thấy đường tròn nó biến thành hình đa giác ấy, thì bạn nên cho cái thông số đường tròn này nó lớn lên thì độ mịn nó sẽ tăng lên. Thì việc này nó cũng đồng nghĩa với việc là cái độ nặng của cái file chúng ta sẽ tăng lên. Từ đây các bạn nên để là khoảng 1000 mặc định cho nó. Nếu mà chưa là 1000 thì bạn để mặc định là 1000. Phần thứ hai đó là phần display file tab. Đấy, các bạn nên kiểm cái kiểm này vào nhé. Đây chính là cái phần hiển thị các cái file tab bản vẽ 1, bản vẽ 2, 3, 4 ở đây. Thì bạn nên kiểm ở đây vào. Phần số 3 đó là phần layout image, thì bạn sẽ kích cho mình cái kiểm các kiểm ở dưới này. Kiểm hết vào. Hiển thị cái layout và model tab thì chính là cái phần hiển thị ở bên dưới cũng như là phần hiển thị về vùng in và background. Đó, nói chung là các bạn sẽ tích hết vào đây. Tiếp theo là phần vùng color. Color chính là quản lý về giao diện. Thì đối với cái giao diện mặc định nó cho ta một cái màu nền là cái màu xám trắng như này, xám xám có một chút pha trắng, màu ám trắng ở đây. Thì tuy nhiên thì đối với mình thấy là cái màu mặc định này nó sẽ giúp ta được tránh mỏi mắt khi chúng ta làm lâu dài nha. Nhưng mà những cái màu sắc mà chúng ta vẽ ra, những cái màu sắc, những cái đối tượng mà chúng ta vẽ ra thì đôi khi nó không được chân thực cho lắm. Thì mình quen làm việc với màu đen, thì đối với cái màu nền là màu đen thì nó sẽ cho ta cái cảm giác là đối tượng nó hiển thị màu sắc một cách trong suốt và những cái màu sắc một cách nó chân thực nhất. Đây các bạn vào OP và tab display, các bạn chỉnh color này. Các bạn chỉnh màu nền của model, các bạn sẽ chỉnh và chọn vào ông này, chọn vào uniform background và chọn color ở đây. Tại đây mình chọn là về black. Đó. Thì đối tượng của ta nhìn cảm giác nó sẽ thật hơn và cho ta được cái chất lượng hiển thị nó tối ưu nhất. Đấy là theo cái kinh nghiệm của mình. Còn màu sắc thì bạn có thể tùy chỉnh theo ý muốn, những cái màu sở thích của các bạn. Tiếp theo là sau cái tab đầu tiên trong option, tab thứ hai các bạn quan tâm đến là tab open and save. Tab này quản lý về chế độ lưu và mở file. Thì tại đây các bạn sẽ quan tâm cho mình các phân vùng như sau. Đó là file save, file automatic save này, file open. Ba phân vùng này thì bạn sẽ thiết lập như thế nào? Đối với phân vùng đầu tiên thì mặc định đối với AutoCAD 2018 này, hoặc là phiên bản AutoCAD cao thì nó cho là gì? Cái phiên bản mà cái file ta lưu là mặc định là cái phiên bản cao nhất. Thì trường hợp này các bạn nên lưu về đời 2004 hoặc là 2007. Một trong hai ông này nhé. Đối với mình thì mình hay lưu đời 2004 để cho tất cả các cái phiên bản đời thấp hơn, ví dụ đời 2007, 2010, 2015 thì nó đều có thể mở được cái file này. Nếu bạn để 2018, nếu bạn để 2018 thì chỉ có cái phiên bản AutoCAD 2018 hoặc là phiên bản 19, 20 rồi nó mới mở được. Thì một cách khuyên dùng bạn nên để về đời 2004 cho tất cả phiên bản đều mở được. Ok. Và tiếp theo là cái phần 50 increment này. Thông số này có giá trị là gì? Nó là cái số bước lịch sử ấy. Tức là giống giống như cái bước Ctrl Z mà các bạn có thể quay trở lại. Đấy, số bước các bạn có thể quay trở lại. Thì thông thường bạn nên để là khoảng tầm 50. Là theo mặc định là cũng là khá là hợp lý rồi. Bạn nào muốn nhiều hơn thì có thể đến 100, nhưng tuy nhiên thì nó sẽ cái bộ nhớ nó sẽ gia tăng lên thì nó sẽ gây nặng cái chiếm nhiều bộ nhớ trong khi chúng ta làm việc. Đấy, thông thường mình để 50 là thấy rất là hợp lý rồi. Thông số tiếp theo là automatic save, chính là cái file thời gian lưu giữa hai cái lần thời gian lưu giữa hai lần save file, auto save. Thì bạn sẽ nên để là khoảng 5 phút. Tại vì trong quá trình đối với một người làm việc chuyên nghiệp rồi thì 5 phút là cũng khoảng thời gian mà tạo ra được một cái khối lượng công việc nó rất là nhiều rồi. Nên các bạn nên để là 5 phút, được chưa? 5 phút. Để ít quá, ví dụ để là 1 thì chúng ta cũng chưa kịp làm việc, chưa kịp làm ra được nhiều đối tượng ấy. Thì nó lại lưu thì nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta. Nên để 5 phút là một khoảng thời gian thì là hợp lý. Ok ạ. Thì bạn sẽ tích cho mình cái kiểm này và tích cho mình 3 kiểm này. Tạo ra cả file backup cứu chữa song song đối với nó. Tại phần file open ở đây, đó là số file tối đa mà các bạn có thể mở và hiển thị thấy ở trong cái phần thanh file tab này.
drawing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ấy, và cái file số 10 thì nó sẽ bị ẩn đi, 11 12 nó sẽ bị ẩn đi, nó không hiển thị được ở trên này. Thì tại đây các bạn có thể là quản lý nó tối đa là 9. Còn nếu bạn nào muốn nhỏ hơn thì để là 5 thôi. Thông thường các bạn nên để là mặc định là 9 nhé. Nếu mà thông số này nó đang chưa hiển thị max thì bạn nên để lên này, để nó là 9 để cho nó full lên. 10 không được, các bạn chỉ là để 9 là max. Ok, vậy là tại tab thứ hai này thì bạn quan tâm cho mình đến cái phân vùng như thế này này. Ba phân vùng này là ok. Tiếp đến là phần mà các bạn sẽ bỏ qua ba cái tab ở giữa. Bạn sẽ đến phần drafting. Thì cái phần này nó quản lý về điều gì? Các bạn quan tâm cho mình đến nó là hai cái phần tâm ở đây. Tâm ở vuông ở đây. Và cái phần tích kiểm này. Đầu tiên là cái phần auto snap picker size. Auto snap picker size chính là cái tâm bắt điểm. Tâm truy bắt điểm khi chúng ta làm việc ấy. Thì tại đây các bạn nên để cho mình, các bạn thấy một cái thang này các bạn. Giống như từ 1 đến 10 các bạn sẽ để tầm khoảng 3 nhé. 30%. Đấy, khoảng 30-35% như thế này, không nên để nó to quá. Ví dụ để to quá thì sẽ như thế nào? Đấy, khi chúng ta sẽ vẽ ra một vài cái đối tượng. Thì cái tâm đấy là tâm bắt điểm đúng không ạ? Đây, khi mình vẽ này. Đấy, khi mình bật chế độ bắt điểm lên rồi thì nó hiển thị ra cái tâm bắt điểm màu xanh xanh này. Thì nó rất lớn như thế này. Đấy, giả sử như trường hợp bài mà chúng ta lại có rất nhiều những đối tượng nó di rít cạnh liền kề nhau đúng không? Thì chúng ta lại thấy là tâm nó to, tức là cái bán kính nó to thì nó sẽ nhận những cái điểm gần nhau ấy. Thì làm việc đôi khi nó sẽ gây khó khăn cho chúng ta. Nó sẽ bị rất là dễ nhảy sang những điểm lân cận. Thì kinh nghiệm của mình là các bạn nên để tầm khoảng 30%. Để nhỏ quá thì nó lại khó bắt. Để tầm 30% như này. Thì đây là tâm bắt điểm Auto Snap Maker Size. Tiếp đến nó là phần After Size này. Thì cái này cũng là một cái tâm, nó chỉ là tâm của cái con trỏ chuột. Cái tâm này là như thế nào, chỉnh như thế nào. Thì bạn có thể quan sát thấy là mình cũng có thể chỉnh to nhỏ. Thì kinh nghiệm của mình bạn nên để tầm khoảng 30-40% như thế này. 30-35%. Đó, ok không ạ? 30-35%. Thì cái tâm này nó hiển thị khi nào? Ở đây các bạn thấy là cái tâm của nó là hình nét chấm đứt đúng không ạ? Đây thì mình sẽ mô tả các bạn khi chúng ta làm việc. Khi ở chế độ bình thường thì không phải tâm này, mà tâm khi chúng ta làm việc ấy, khi chúng ta bắt đầu thao tác ấy. Ok không ạ? Ok. Ở tại đây thì nó đang chưa hiển thị cái tâm vừa rồi. Tại vì sao? Tại vì trong cái bảng này thì có một cái kiểm mình vừa khoanh, đó là Display Auto Snap After Book. Nó chính là cho phép các bạn có hiển thị cái tâm này khi chúng ta làm việc hay không. Đấy, khi mình bỏ tích kiểm này đi thì nó sẽ không hiển thị cái tâm này. Còn khi mình kiểm vào thì sẽ như thế nào? Đấy, khi chúng ta làm việc nhé. Đấy, thì các bạn thấy là cái tâm này nó đang hiển thị cho chúng ta. Khi ở chữ bình thường thì sẽ không thấy nó, mà khi chúng ta làm việc, cái tâm của cái con trỏ chuột khi ta làm việc thì bắt đầu nó mới xuất hiện cho chúng ta. Thì nó hỏi chúng ta là có nên bật hay không. Đối với mình thì trong quá trình làm việc thì mình vẫn hay bật nó, còn nếu bạn nào không thích bật thì có thể là tắt bỏ đi. Khi mà tắt bỏ này đi thì cái giá trị này nó dù nó lớn hay nó nhỏ thì nó cũng không còn quan trọng nữa. Còn khi mà bạn đã bật nó lên rồi thì nên để ở đây tầm khoảng 30%. Ok, vậy là trong cái bảng drafting này các bạn chỉ quan tâm cho mình ba thông số 1, 2 và 3. Thì hai cái này nó liên kết với nhau, 1 và 2 cái đấy chứ. Ok, vậy là xong cái bảng drafting. Tiếp đến là các bạn sẽ bỏ qua tab 3D model này nhé, bạn sẽ đến ngay cái tab là selection. Selection này quản lý về cũng là hai cái tâm này bạn quan tâm cho mình. Tiếp đến là có một cái phần nó là use shift to AD selection, sử dụng shift để lựa chọn thêm đối tượng, và pixel size và grip size. Thì mình sẽ giải thích cái phần pixel size này trước này, và grip size. Pixel size là cái gì? Pixel size chính là cái tâm của cái con trỏ chuột khi chúng ta ở chế độ nghỉ, chế độ bình thường. Đấy, ví dụ mình để mắt nhé, đấy chính là cái tâm của cái con này, nó để lên mắt đấy ạ, để mắt lên. Đấy, vậy thì thấy là cái tâm này nó đang để nó bị to quá, bạn nên để tầm khoảng 30-40% như này thôi. À, các bạn thấy là cái con thỏ chuột vừa rồi nó đang bị ngắn cái thanh gióng ạ. Các bạn sẽ thấy phần display đây. Các bạn quan tâm cho mình quay trở lại phần display, bạn bổ sung mình một phần, đó là phần cloth head size. Đây, thanh cloth head size ở chỗ này. Thì nó đang là 5, các bạn để full cho mình đến 100% nhé. Bước này mình bổ sung, nãy mình thiếu. Tức là tab này các bạn sẽ quan tâm cho mình đến phần distribution này, cloth head size này.
file tab color này và phần này. Ok, đây là tab display. Nãy mình bổ sung thêm một cái phần process size đây, bạn để 100. Quay trở lại với tab selection thì các bạn sẽ để lên tầm 40%, 30-40% như vậy. Thế đến là grid size, là tâm. Một cái tâm nữa thì tâm này là tâm như thế nào? Tâm này thì là cái tâm của điểm đặc biệt của đối tượng. Đấy, ví dụ mình để lớn nhé, thì đúng, mỗi một đối tượng nó đều có những tâm đặc biệt, những cái điểm đặc biệt như điểm endpoint, điểm midpoint và endpoint này. Đấy ạ. Thì tâm này nếu như các bạn để nó quá to, để full max rồi thì bạn thấy là nó che gần như hết đối tượng, rất khó để làm việc. Thì trong quá trình làm việc người ta nên, nếu mà gặp cái trường hợp nó đã bị thiết lập sẵn là to như là rồi, bạn kéo để tầm khoảng 30%, cũng không nên để nhỏ quá thì chúng ta sẽ khó bắt điểm của nó. Đấy, bạn sẽ để tầm khoảng 30% như vậy. Ok bạn, vậy là xong hai ô rồi. Còn cái ô cuối cùng ở trong cái phần selection này, đó là phần sử dụng phím shift để lựa chọn thêm đối tượng. Thì phần này rất nhiều bạn gặp phải trường hợp là bị tích vào nhé. Khi ta thiết lập, chúng ta bỏ tích cái này, thì cái kiểm này đi. Đấy, trong cái phần selection mode thì bạn sẽ bỏ tích cái kiểm này đi. Khi mà chúng ta bỏ tích thì chúng ta lựa chọn đối tượng nó rất là dễ. Ví dụ như là lựa chọn đối tượng thứ nhất này, lựa chọn thứ hai, thứ ba. Đấy, thì chúng ta muốn thêm vào thì việc quét chọn thêm thôi, như vậy rất là tiện. Đấy, tuy nhiên thì có một số bạn thì gặp trường hợp là lại bị không hiểu sao lại bị ấn cái tổ phím nào lại kích hoạt cái kiểm ấy lên, rất là có bật. Trường hợp mà bị có bật thì nó sẽ gặp hơi chút khó khăn, ta lựa chọn thêm đối tượng, ví dụ lựa chọn ông thứ nhất này, đúng không ạ? Ta lựa chọn ông thứ hai thì ông thứ nhất lại mất, lựa chọn ông thứ ba thì ông thứ hai lại mất, được chưa? Đấy, cứ lựa chọn thêm đối tượng thì đối tượng trước đó bị mất. Đấy, nếu mà lựa chọn thêm chúng ta lại phải giữ phím shift thì như này nó hơi phiền, nó hơi mất công, nó hơi khó. Thế vậy thì trong quá trình sử dụng thì các bạn nên tắt bỏ cái kiểm này đi để ta lựa chọn đối tượng nó được giống như mặc định ban đầu. Ok, vậy là trong cái tab này các bạn sẽ quan tâm cho mình ba kiểm này, vậy là ok rồi. Đấy, các bạn nhớ apply, ok. Nói thì dài dòng như vậy thôi, nhưng mà tổng qua lại là năm cái bước vừa rồi thì mình thiết lập, nếu bạn nào thiết lập thành thạo và làm quen thuộc rồi thì chúng ta chỉ mất tầm khoảng 20 đến 30 giây trước khi chúng ta làm việc, trước khi chúng ta vẽ thôi. Mình xin nhắc lại là làm cái 5 bước này chỉ khoảng tầm từ 20 giây đến 30 giây, thậm chí là có thể tầm khoảng 10-15 giây rồi nếu bạn nào làm thuộc và làm thành thạo nó. Đầu tiên là phím F7, mình nhắc lại bước số 1 các bạn, tức là phím F7 này, tắt lưới này. Đấy, và cái dòng comment thì bạn kéo thả xuống này. Phần số 2 bạn sẽ có lệnh UN, UN bạn thiết lập đơn vị. Ok, bước số 3 bạn thiết lập cái phần OS bắt điểm, các bạn click on F3 và nhấp OK. Đấy, phần số 4 là OP bạn sẽ lập cho mình tab display này, tab open save này, tab marketing như nào này, tab selection. Đấy, và bước số 5 đó là phần lệnh UC để cố định được cái trục mà cái hiệu trục này nó nằm vào vị trí góc này, bằng cách là chỉ là tab setting và bỏ cái kiểm display đi. Ok, vậy là mình đã vừa điểm lại 5 cái bước quan trọng trước khi chúng ta thao tác và làm việc đối với một cái bản vẽ AutoCAD. Chúc các bạn sẽ thiết lập các phần 5 bước vừa rồi thật là thành thạo và có thể là sử dụng AutoCAD thật là tốt, áp dụng vào trong cái công việc cũng như học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.